Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn hai thếp Nỗi sầu sâu kín, trích trong tiểu thuyết Nắng qua phố cũ của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Chí Tài phụ trách. Đặt chân xuống phi trường Manila, hân hoan leo lên xe bus, chạy thẳng tới trại chuyển tiếp nghỉ một đêm, để rồi hôm sau lại tiếp tục hành trình về hướng Bắc, cho đến khi nhập trại Ba Than, ba người mới hết hẳn mọi nỗi lo âu đè nặng trong lòng từ gần một năm nay. Vẫn biết rằng thời buổi này, hầu như bất cứ loại giấy tờ hành chính nào trong nước, dù quan trọng đến đâu, đều cũng có thể làm giả được. Nhưng Hậu không thể không hồi hộp, bởi biết đâu Hoa Kỳ chẳng bất ngờ thay đổi chính sách, hoặc chính quyền Việt Nam đột xuất trở mặt làm khó dễ, khiến việc chị bỏ bao nhiêu công sức và tiền bạc để mua đứa con lai bỗng trở nên vô ích. Hậu đã xoay sở cả mấy năm qua nhiều hình thức khác nhau, vốn liếng đầu tư tốn cũng đã khá bộn để theo đuổi cho bằng được giấc mộng xuất ngoại. Và mãi đến bây giờ, sau mấy lần thất bại, mọi toan tính mới tạm coi là suôn sẻ. Bạn bè người thân từ Mỹ, từ Úc về chơi, thấy Hậu đang làm ăn phát đạt, mở đến hai tiệm cho thuê băng video và quán cà phê hát nhạc karaoke, ai cũng khuyên Hậu chẳng nên đi. Nhưng dĩ nhiên Hậu không bỏ cuộc. Hậu nhìn quanh thấy thiên hạ cứ ùn ùn xuất cảnh, người này bắt tay từ giã, người kia mở tiệc tiễn đưa. Hậu nôn nao lắm, và lòng tự ái không cho phép chị ngồi yên, nhất là khi trong tay có đến mấy chục lạng vàng, chưa kể căn nhà ở mặt tiền con phố lớn, dù có bán vội cho người quen cũng phải được gần 100 cây nữa. Hậu bàn với Hiên, cô em gái út khoảng 20 tuổi cũng đang ấp ủ giấc mộng ra đi, như con chim nhỏ mơ được tung cánh sổ lồng, bay bổng lên bầu trời thanh thang, và hai chị em dứt khoát bắt tay vào kế hoạch. Hậu chỉ cần kiếm một đứa trẻ lai nhận làm con mình để ra đi chính thức. Cái áp phe ấy nhỏ lắm, không bắt Hậu phải lao tâm tổn trí như mấy lần vượt biển bất thành trước đây. Một buổi chiều mùa hạ, người trung gian mấy lần đi lại, kỳ kèo bớt một thêm hai, mới dẫn đến cho Hậu một thằng con lai đen thui như cột nhà cháy. Nó có cái tên rất hiền lành là Trần Từ Tâm. Mặc dầu nhìn bề ngoài ai cũng dễ lầm tưởng nó hung dữ, bởi người ta thường bị ám ảnh bởi màu da. Tâm cao khoảng một thước bảy, thân hình rắn chắc, bắp thịt nở nang vì bị đẩy ra đường lao động từ nhỏ. Chẳng ai biết, và dĩ nhiên cũng không cần biết gốc gác nó như thế nào, mẹ nó là ai và hiện giờ đang ở đâu. Người dắt mối chỉ đưa cho Hậu mảnh giấy khai sinh cấp ở bảo sanh viện xóm mới, và nhờ vậy Hậu biết Tâm chào đời vào cuối mùa chinh chiến, giữa lúc hòa đàm ba lê sắp kết thúc, nghĩa là nó thua Hậu 18 tuổi và cùng trang lứa với cô em út của Hậu. Thỏa thuận với nhau xong, Hậu trao vàng cho người trung gian và cẩn thận dặn dò Tâm những điều sẽ khai khi vào phỏng vấn. Kể từ hôm nay và những ngày kế tiếp ở trại chuyển tiếp, trên giấy tờ, Hiên sẽ là con gái của Hậu và Tâm là chồng của Hiên, nghĩa là con rể của Hậu. Tờ hộ khẩu mới đã làm xong, giấy hôn thú của Tâm và Hiên cũng đã mua xong, chỉ chờ ngày vào gặp phái đoàn. Chỉ có vài chi tiết cần phải nhớ, cho nên Hậu nói gì Tâm cũng ngoan ngoãn gật đầu. Nó đang sung sướng lắm, chuyện dâu bể trong cuộc đời thật chẳng ai có thể lường trước được. Lúc miền Nam đổi chủ, Tâm mới có hơn 3 tuổi, sống với mẹ trong căn nhà nhỏ ở Gò Vấp. Nuôi đứa con lai khác màu da giữa một xóm đạo toàn người Bắc di cư, chị phải chịu đựng dư luận nhiều lắm. Nhưng chị thương con, không nề hà gì những chuyện thị phi. Chị thường xoa đầu con và nói như tự nhủ: thôi, thiên hạ nói gì mặc họ, lúc nào con cũng là con của mẹ. Khi phong trào làm pháo lậu sống lại, đặc biệt là ở vùng xóm mới,
mẹ Tâm liền hăm hở lao vào công việc đó để kiếm tiền tiêu Tết. Chị không có vốn sản xuất nên chỉ làm công cho người ta, nhận khoán theo số lượng. Nếu chăm chỉ ngồi từ mờ sáng đến xế chiều, lợi tức mang về cũng thừa sức cho hai mẹ con đón ba ngày xuân khoáng đạt. Mùa pháo thứ nhất trôi qua đúng như dự đoán, mẹ Tâm kiếm được số vốn khá to. Cuối năm sau, chị lại hân hoan trở về nghề cũ. Nhưng định mệnh quái ác ập đến bất ngờ trong một ngày giáp Tết. Kho pháo phát nổ vì bất cẩn. Gần 10 người không ai chạy thoát, cháy đen trong vũng lửa và khói thuốc. Từ đó, Tâm về sống với một gia đình công giáo hết sức sùng tín, ngay bên cạnh nhà thờ. Ông bà quản phúc nhận nuôi Tâm không phải vì thương hoàn cảnh côi cút của nó, cũng không phải vì cần người để sai vặt, mà vì niềm tin tôn giáo, coi đó là một việc lành phúc đức để được Chúa trả công bội hậu đời sau. Thật tình thì lúc đầu ông quản cũng có chút e ngại, bởi thời buổi nhiễu nhương biết tin ai, nuôi đứa bé xa lạ trong nhà, mai kia nó lớn lên biết đâu chả là tò vò nuôi con nhện. Nhưng bà quản chỉ chiết khuyên: "Thôi ông ạ, phúc thật tám mối dạy thế nào, biết đâu đây chẳng là thánh ý Chúa định, run rủi cho nó gặp ông với tôi. Nó ông thấy đấy, bổ côi cha từ bé, mẹ thì lại mới chết cháy, đường cùng không thân thích thì mới phải vào xin tá túc nhà mình, nỡ nào mình xua đuổi cho đành." Từ đó Tâm vào làm con ông bà quản. Trong những công việc thường nhật mà Tâm phải làm thì vất vả nhất có lẽ là sáng nào cũng phải dậy thật sớm đi lễ, và ban đêm ngồi lần hạt mỏi tay mới được đi ngủ. Những lỗi lầm lặt vặt của nó tuy cũng bị bà quản phúc dày dà luôn miệng, nhưng hình như đó chỉ là thói quen của một bà mẹ có trách nhiệm phải dạy con. Chỉ khi nào thằng Tâm đi nhà thờ mà ngủ gật, hoặc không thuộc nằm lòng những câu kinh nhật tụng, thì cơn lôi đình của bà mẹ nuôi mới giáng xuống đầu nó. "Này, muốn ở đây với bà thì sớm tối phải siêng năng đọc kinh lần hạt nhé, làm lành lánh dữ, phó linh hồn vào xác trong tay Chúa. Nhà bà không có thừa cơ mà trước cái thứ là khô khan nguội lạnh, con cái ma quỷ đâu nhá." Tuy vậy, ở với cha mẹ nuôi cũng có một điều Tâm hài lòng là không ai khuyến khích nó đi học. Cái này thì rất hợp ý nó, bởi chính nó cũng không thích đến trường, vì thấy mình cao lêu khêu so với những đứa bạn cùng lớp. Đã cao lại đen, thành ra dễ trở thành mục tiêu để lũ trẻ chọc ghẹo. Nó đòi nghỉ học, ông bà quản phúc không ngăn cản, rốt cũng được, miễn là chịu khó đi nhà thờ. 15 tuổi, Tâm xin vào làm trong xưởng nấu cao su chế tạo vỏ ruột xe hơi ở gần nhà. Thời gian này, nhà nước vừa hô hào đổi mới tư duy, tiến sang kinh tế thị trường. Nhưng vì không có vốn, xưởng máy của Tâm chỉ thu lượm vỏ xe cũ, nấu lại và chế biến dùng tạm bợ qua ngày. Mấy chục công nhân, ai cũng thích Tâm, vì ai sai gì nó cũng vâng lời, không hề cãi lại. Và cứ thế, nó ở đây liên tục 4 năm, cho đến ngày bước sang khúc rẽ mới của cuộc đời. Đang là một thằng bé tầm thường, bị từ trong nhà đến xã hội coi rẻ và bạc đãi chỉ vì nước da đen sạm và mái tóc quăn tít. Bỗng dưng, nhờ cái thông cáo của chính phủ Mỹ, nó được nâng cấp bất ngờ. Người này giành, người kia giật, đưa qua đẩy lại như một món hàng khan hiếm. Chẳng những nó được ăn những bữa cơm ngon do nhiều khuôn mặt lạ đãi đằng, mà còn có chút vốn riêng để tiêu xài rộng rãi cho chính bản thân. Hơn thế nữa, giấc mộng lớn nhất gần như hoang đường mà trước đây không bao giờ nó dám nghĩ tới thì chỉ nay mai sẽ thành sự thật. Nó sẽ ngang nhiên ngồi máy bay sang Mỹ, vùng đất thiên đàng mà nó hình dung một cách đơn giản là chắc chắn sẽ gặp lại cha nó. Bà quản phúc rơm rớm nước mắt, cầm mấy lạng vàng trong tay làm dấu thánh giá rồi bảo chồng: "Giê-xu ma này, Chúa tôi cảm ơn Chúa tôi nồng nảnh vô cùng ông ạ. Tôi có ngờ đâu mà có ngày hôm nay. Thật là Chúa giả công bội hậu cho ông với tôi ấy, vì đã nuôi dạy nó mấy năm nay." Rồi bà nắm tay Tâm và dặn: "Ôi giời, con chàng bên ấy á, chớ có thấy cảnh giàu sang mà xa trước cám dỗ nhé. Lúc nào cũng nghĩ tới mình là con cái Chúa, sớm tối siêng năng đọc kinh cầu nguyện nhé. Rồi nhớ 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 biên thư ngay vậy cho bố mẹ, để bố mẹ khỏi sốt ruột nhé." Tâm mồi lòng sụt sùi một lúc. Thank you.
có lúc hài lòng nói nhỏ với Hiên: "Ê, mình hên quá, với được cái thằng này nó biết điều đó." Hiên cười: "Mặt nó khờ thế mồ, chị không thấy à?" Hậu gật đầu: "Thì bao giờ chả thế, hiền quá hóa ngu, các cụ dạy như thế kia mà." Hai chị em đưa mắt nhìn nhau cười khúc khích, chia sẻ niềm vui về sự may mắn trong cuộc hành trình mà cả hai cùng cho là quan trọng nhất trong đời. Nhưng cái hiền, cái ngoan ở tâm mà Hậu và Hiên ca ngợi không kéo dài được lâu. Bước sang tháng thứ ba, khi đã làm quen được một số bạn bè mới trong trại, Tâm bắt đầu có những thay đổi bất ngờ. Từ thái độ nhã nhặn và lối nói khiêm tốn bẩm sinh, gã dần dà chuyển sang ngang ngạnh và có lúc hỗn xược đối với cả Hiên và Hậu. Từ cái tính chăm chỉ ngày ngày phụ Hiên lãnh thực phẩm, củi than mang về cho nàng nấu nướng, Tâm biến thành lười biếng, ham chơi và lắm khi đã dám thẳng thắn chê bữa cơm Hiên nấu, vừa dở vừa nghèo, gã nuốt không trôi. Uống rượu và đánh bài là hai thứ tiêu khiển rất dễ lôi cuốn đối với những thanh niên rảnh rang lại sẵn có tiền trong túi. Vài lần Hậu vô tình nhìn thấy Tâm có mặt ở những đám ấy, và điều này làm chị hết sức ưu tư nhưng không muốn nói ra cho em gái biết. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, Tâm giao du thân mật với những đứa bê bối thì sớm muộn gì cũng sẽ tiêm nhiễm những ảnh hưởng xấu của chúng nó, để rồi làm khổ chị em nàng. Hậu lo lắm nhưng giấu kín nỗi lo trong lòng, một mình lặng lẽ chịu đựng. Thật sự thì Hậu chẳng cần nói, Hiên cũng đã biết như Hậu, biết Tâm lúc này không còn như trước. Công việc hàng ngày lãnh gạo múc nước dọn dẹp gần đây đã đùn hết cho Hiên, không nhúng tay vào nữa. Cho đến một hôm Hậu đi vắng, một mình Hiên đang ngồi gấp quần áo trên giường, miệng hát nho nhỏ theo bài tình ca phát ra từ cái cassette JVC đặt bên cạnh, thì Tâm đi chơi về. Hiên còn nhớ rõ hôm ấy là Chủ nhật, bên ngoài trời đang mưa nặng hạt, Tâm từ ngoài sân chạy lao vào, ướt đầm đìa từ trên xuống dưới. Phi Luật Tân vốn là xứ mưa nhiều, có năm mưa đến 6 tháng. Điều này chẳng lạ bởi nước Phi là tổng hợp của hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ giữa Thái Bình Dương. May mà hệ thống thoát nước được thiết kế rất kỹ lưỡng, cho nên Ba Tan chẳng bao giờ bị ứ đọng. Tâm đứng giữa khung cửa, lắc đầu mấy cái thật mạnh làm nước từ mái tóc bắn văng tung tóe. Gã vuốt mặt rồi chùi hai bàn tay vào vạt áo, vốn cũng đã ướt đẫm. Hiên ngừng hát, quay lại nhìn gã nhưng không nói gì. Giữa hai người vốn ít có chuyện để trao đổi, ngoại trừ những câu cần thiết. Tâm ung dung tiến đến, thản nhiên ngồi xuống mép giường sau lưng Hiên, rồi bất chợt đặt hai bàn tay đen đổi lên vai nàng. Điều này chưa từng xảy ra bao giờ, cho nên Hiên hết sức kinh ngạc. Ngồi chung giường với Hiên đã là một cử chỉ bất kính rồi, huống chi lại còn dám ôm vai nàng. Hiên hất mạnh ra, đứng bật dậy và quát: "Ê, làm cái gì thế hả Tâm?" Tâm nhe răng cười: "Ôm chút không được sao, vợ chồng gì mà kỳ cục vậy?" Hiên bước xuống đất, chố mắt nhìn Tâm, bàn tay phải còn cầm cái khăn bông đang gấp dở dang, run run theo nhịp thở. Từ buổi đầu gặp Tâm ở Việt Nam cho đến khi sang chung sống tại trại chuyển tiếp này đã hơn 2 tháng, tính tình Tâm tuy có đổi thay đôi chút nhưng chưa bao giờ nàng nghe gã nói một câu vượt quá giới hạn như vậy. Và quan trọng hơn nữa là cái thái độ khinh bạc gần như khiêu khích của gã khi phun ra những lời nham nhở ấy làm Hiên đứng sững vì quá bất ngờ, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Khá lâu Hiên mới bảo: "Này, đừng có giỡn mặt nhé, tôi không có để yên đâu." Hiên vừa nói vừa dồn dập thở, mặc dầu đã cố gắng tự trấn tĩnh. Tâm đứng dậy tắt nụ cười, từ từ tiến lại phía Hiên, làm nàng cứ lùi dần cho đến khi đụng vào bức tường sau lưng. Gã bất ngờ chộp lấy hai cổ tay nàng, đưa lên căng rộng ra, cặp mắt lạc thần hao háo nhìn vào ngực Hiên đang nhấp nhô lên xuống theo nhịp thở. Rồi trong nháy mắt, Tâm ép sát người gã vào thân thể Hiên. Gã thở hồng hộc, hơi men nồng nặc ùa ra, làm Hiên phải nghiêng đầu hẳn sang một bên và la lớn: "Trời ơi, buông ra, đùa cái gì mà kỳ thế?" Vừa nói, Hiên vừa cố gắng dùng hết sức mạnh để lên gối vào bụng gã, nhưng tấm thân lực lưỡng của Tâm đã ghì sát lấy người nàng từ trên xuống dưới, khiến nàng không thể nào nhúc nhích nổi. Gã hổn hển nói: "Anh đâu có đùa, anh yêu em thật mà." Dứt lời, gã chúi đầu vào mặt Hiên, hôn lên má, rồi vồ vập xuống cổ, xuống ngực nàng, mặc cho Hiên vừa vùng vẫy vừa chửi rủa: "Thằng khốn nạn, bỏ tao ra, buông ra."
tâm không nao núng. Cơn dạo dực cuồng si trong cơ thể cường tráng của gã đang nguồn ngột bốc lên như muốn vỡ tung ra. Ở tuổi 20, bao nhiêu đêm nằm chung nhà với Hiên, những ham muốn xác thịt cứ bừng bừng trỗi dậy theo trí tưởng tượng, khiến gã phải khổ sở đè nén, nhiều khi không ngủ được. Ngay cả ban ngày, những khi ngồi ăn bên cạnh Hiên, hoặc những lúc có dịp được sánh vai Hiên đi ngoài đường, sự tương phản về nhan sắc làm Hiên càng nổi bật lên, và vì vậy tâm càng khao khát được ôm nàng trong tay. Hôm nay thì gã không nhịn được nữa, gã cúi xuống ghé răng cắn cái nút áo ngực Hiên, giật mạnh để lộ ra một mảng da thịt trắng ngần mời gọi. Vừa lúc ấy Hậu đẩy cửa bước vào, tờ báo che đầu đã ướt sũng. Hậu quăng vào góc nhà rồi chớp mắt mấy cái, nhìn cảnh tượng bất ngờ đang diễn ra trước mắt. Hậu chạy lao lại nắm tóc Tâm, giật mạnh ra phía sau và hét lên: "Ơ, mày làm cái trò gì thế thằng quỷ sứ này?" Tâm buông Hiên ra, đưa tay xoa đầu rồi nhìn Hậu, khệnh khạng đáp: "Má làm gì mà dữ vậy? Vợ tôi ôm chút không được sao?" Đến lượt Hậu há mồm đứng sững vì kinh ngạc. Chị vẫn biết thằng con rể của chị không còn ngoan như trước nữa, nhưng cũng như Hiên, chị chẳng bao giờ ngờ nó dám tiến xa như vậy. Hai tay chống lại, Hậu trừng mắt mắng: "Này, tao tát mày vỡ mặt bây giờ đấy. Ăn nói hỗn láo, ai là vợ mày? Say rượu rồi nói càn không à?" Rồi chị chạy lại giường, vặn nút tắt máy cassette từ nãy đến giờ vẫn đang phát cuốn băng nhạc tiền chiến mà Hiên nghe đi nghe lại hàng ngày. Hiên lùi dần về phía Hậu, mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, tay trái đưa lên ngực, nắm chặt hai tà áo chỗ bị Tâm vừa giật mất cái nút. Nàng tự hỏi, giả như Hậu không về đúng lúc thì không hiểu nàng có kháng cự nổi cơn khát vọng của Tâm hay chăng. Hậu quàng cánh tay qua vai em rồi hạ giọng bảo Tâm: "Thôi, mày lên gác mày ngủ đi, ngủ một giấc cho nó tỉnh rượu. Hay là đi tắm đi, đây, trời đang mưa kìa, ra tắm mưa cho nó tỉnh táo tí đi." Cơn đam mê điên dại trong người Tâm đã tạm lắng xuống, gã thở mạnh và đáp: "Con đâu có say má, uống có mấy chai nhầm nhỏ gì." Gã nhìn Hiên, toan nói thêm một câu gì đó, nhưng lại nhún vai khệnh khạng bước ra cửa. Hậu quay nhìn nét mặt nhợt nhạt của Hiên, chớp mắt mấy cái và hỏi nhỏ: "Này, thế từ trước đến nay nó có bao giờ nó dở cái chứng với mày như thế này không?" Hiên lắc đầu, cúi xuống nhặt nút áo, bàn tay run lên bật bật: "Chưa, chắc là hôm nay nó say rượu á." Hai chị em ngồi xuống mép giường, Hậu gật đầu đồng ý với nhận xét của em. "Thì đúng rồi còn gì nữa, mồm nó sặc mùi rượu." Hiên ngồi bên cạnh chị, mân mê cái cúc áo trong tay, đôi mắt đờ đẫn lo âu ngó xuống đất. Hậu an ủi thêm: "Thôi, đừng có lo nữa. Chắc nó say rượu nó mới láo lếu như thế, chứ bình thường mày thấy rồi đó, nó hiền như cục đất ấy mà." Câu nói ấy thật ra chỉ để trấn an Hiên như thường lệ mà thôi, chứ mối lo trong lòng Hậu đang như cơn bão tố, cứ mỗi ngày một lớn hơn. Lo vì chị cảm thấy thằng con rể da đen kia đã học được những thói du côn của bạn bè mà hàng ngày nó la cà gặp gỡ. Và nhất là lo vì chị em Hậu sẽ còn phải ở đây với Tâm một thời gian khá dài để hoàn tất thủ tục huấn luyện. Hậu đã hỏi thăm và được biết những gia đình suông sẻ nhất tới trại là gặp khóa học ngay, rồi sức khỏe không có gì trở ngại thì cũng phải mất khoảng 8 tháng mới rời được Bataan sang Hoa Kỳ. Thời gian đằng đẵng đếm từng ngày, cô em gái mơn mởn của Hậu khó lòng mà tránh khỏi bàn tay sàm sỡ của Tâm. Chị tự dặn mình là từ nay sẽ không bỏ Hiên một mình ở nhà để đề phòng mọi chuyện rủi ro có thể xảy ra. Hiên ngước lên nhìn Hậu và nói: "Nó mà còn dở trò một lần nữa, em gọi cảnh sát liền. Ông Marcos thích em lắm, chị biết ông gì? Ông là chỉ huy cảnh sát ở đây nè. Em mà nói một tiếng là ông lôi cổ cái thằng Tâm đi ngay." Hậu biết em gái mình không có quyền làm như vậy, nhưng chị không muốn nói ra, cứ để Hiên yên lòng tin rằng nàng sẽ được cảnh sát Phi bảo vệ khi bị Tâm quấy nhiễu. Hậu bảo em: "Ừ thì nói đề phòng vậy thôi, chứ chả cần đâu. Tại hôm nay thằng Tâm nó say nên mới như vậy, chứ bình thường sức mấy mà nó dám đụng tới mày." Dứt câu, Hậu chuyển ngay sang đề tài khác, bảo em lấy kim chỉ khâu lại cái nút áo ngực mà lúc nãy Tâm đã cắn đứt. Nhưng Hiên đứng dậy khép cửa lại và bảo: "Thôi, em thay luôn cái bộ quần áo này ra cho rồi. Cái thằng khỉ sữ, nó làm em ướt hết cả đồ rồi đấy này."
Hiên bước lại đầu giường, mở vali lôi ra chiếc quần jean và cái áo sơ mi cũ màu xanh nhạt. Nàng nhìn vào tấm gương nhỏ gắn trên vách, thấy mặt mình vẫn còn nhợt nhạt vì cơn xúc động chưa qua. Nàng cởi nút áo, nhận ra các vết hằn đó đỏ thẫm lên ở hai cổ tay vì lúc nãy bị Tâm bóp quá mạnh. Bất giác Hiên thở dài và thấy luyến nhớ những ngày còn ngồi coi quán cà phê ở Sài Gòn. Ngoài sân cơn mưa rào vừa dứt, nắng lên ngay và người từ trong các căn hộ lại ùa ra đông như kiến. Tâm khệnh khạng bước đi, thỉnh thoảng cười vu vơ một mình. Chưa làm ăn được gì, nhưng bước đầu như thế cũng là thắng lợi rồi. Gã trở lại khu nhà thờ Tin Lành để tìm niệm thằng bạn mới mà gã cho là tri kỷ của mình. Cái thành tích vừa rồi ép sát vào người Hiên và cắn đứt cái nút áo trên ngực nàng. Tâm cần phải gặp niệm để khoe ngay, bởi đó là niềm vui quá lớn, không thể giấu riêng trong lòng được. Gã vừa bước đi vừa nhìn quanh, bất cứ đám đông nào gã cũng tạt vào xem có niệm ở đó hay không. Tâm đi vòng ra sau chùa, khung cảnh thơ mộng nhất của trại tạm cư mà đêm đêm là chỗ dừng chân của bao nhiêu cuộc tình ngắn ngủi diễn ra trong bóng tối. Chính nơi đây Tâm đã nhiều phen thấy lòng oằn lên nỗi cô đơn bút giá, tủi thân nhìn từng cặp trai gái quấn quýt bên nhau để rồi nao nao liên hệ đến thân phận hầm hiu của mình. Và mỗi lần như vậy, Tâm lại sôi sục nghĩ tới Hiên, thả hồn theo những ham muốn xác thịt khi hình dung ra một ngày nào được đưa Hiên ra đây vuốt ve tấm thân ngọc ngà của nàng. Chuyện ấy chưa thành, nhưng chắc chắn sẽ thành nếu Tâm đủ kiên trì làm theo đúng lời khuyên của Niệm. Tâm dạo bước một vòng vẫn không thấy Niệm. Gã rút điếu thuốc gắn lên môi, nghiêng người moi cái bật lửa trong túi quần. Gã rít mạnh, ngửa mặt nhả khói và chợt thở dài. Hình ảnh Hiên lại chợt đến trong trí, khơi dậy nỗi dạo dực âm ỉ trong lòng gã từ mấy tháng nay. Tâm quăng điếu thuốc cháy dở ra xa, trở lại dãy nhà ngủ. Nhưng ngang qua nhà một thằng bạn gần khu chợ số 7, Tâm mừng rỡ thấy Niệm đang ngồi trong đó với dăm ba thằng nữa mà Tâm đều biết mặt. Đây cũng là một căn hộ bình thường như mọi nhà khác, nhưng gia chủ đã biến thành quán cà phê trá hình, bán thức ăn sáng và giải khát cho người quen. Điều này trên nguyên tắc là vi phạm quy định của trại, bởi Ba Than có khu giải trí riêng, rượu bia chỉ được uống trong khu vực này mà thôi. Tuy vậy, cảnh sát phi thường dễ móc ngoặc hoặc sẵn sàng lờ đi những vi phạm xét ra chẳng có gì trầm trọng cho doanh trại. Đứng ngoài sân, Tâm hớn hở đưa tay ngoắc Niệm. Gã không muốn vào, bởi thành tích ôm Hiên gã chỉ muốn một mình Niệm nghe mà thôi. Niệm cũng là con lai, lớn hơn Tâm vài tuổi và nhập trại trước Tâm mấy tháng, đang chờ đi định cư. Gã cũng ở vào hoàn cảnh tương tự như Tâm, nghĩa là cũng được một gia đình khá giả mua về, gả con gái để theo gã sang Mỹ. Dĩ nhiên cô gái ấy không hề yêu thương gì Niệm. Tuy vậy, trước mặt mọi người cô vẫn phải nhận Niệm là chồng. Từ trong quán, Niệm cũng vừa thấy Tâm, gã vội xô ghế đứng dậy lao ra và hỏi: "Làm ăn gì được chưa?" Tâm suýt xoa tiếc rẻ: "Chưa, nhưng mà xém chút xíu nữa là xong." Niệm buông tay ra, đứng lại nhìn Tâm và mắng: "Mày dở thiệt, con vợ mày đẹp hết sảy. Mày không làm lẹ thằng khác nó bắt mất bây giờ." Tâm phân trần: "Tao đang ôm nó thì chị nó về, con mẹ già nó dữ lắm." Niệm lại chửi tục rồi gay gắt bảo: "Giữ thì giữ nhưng nó làm gì được mày? Bộ con vợ tao không giữ à? Ông bà già nó không giữ à? Hai thằng em nó thuộc loại chẳng ăn chẳng quấn chứ bộ hiền sao? Nhưng tao coi như pha, chửi tao tao hù một tiếng là đái ra quần." Tâm khổ sở cúi đầu phân vân. Niệm quăng điếu thuốc hút dở, xòe bàn tay ra trước mặt Tâm. Bàn tay có những ngón dài, khói thuốc bám vàng như nghệ. Gã tha thiết giảng: "Tao hỏi mày, không có những thằng như mày hay tao, chúng nó có qua Mỹ được không? Mình làm ơn cho tụi nó mà." Tâm thấy bút nhói trong tim, nhưng vẫn cúi đầu trầm ngâm. Tâm nhớ lại mới tuần trước, Nguyệt có việc phải lên văn phòng chung với Niệm. Nguyệt là cô vợ giả trên giấy tờ của Niệm, cũng như Hiên đối với Tâm. Hai người đang đi thì tình cờ Tâm đến giữa đường. Niệm nháy mắt làm hiệu cho Tâm chú ý, rồi bỗng dưng ôm chặt lấy Nguyệt và đưa hai bàn tay xuống xoa mông nàng. Nguyệt tím mặt xô hắn ra nhưng không dám làm gì hơn. Niệm vẫn chưa buông tha. Có mặt thằng đệ tử là Tâm, hắn cần phải biểu diễn để chứng minh cho Tâm thấy là gã không nói sạo. Gã đi lùi lại phía sau Nguyệt, rồi bất thình lình ôm ngang lưng và luồn hai tay về phía trước đặt lên hai vú Nguyệt, miệng cười hành hạch đắc thắng giữa bao nhiêu cặp mắt chung quanh. Cảnh tượng ấy làm Tâm dạo dực không ngủ được gần như suốt đêm.
gã rất cảm phục sự táo bạo của thằng bạn và tự dặn lòng sẽ bắt chước nó để khỏi hối tiếc về sau. Sau một hồi thuyết phục, Niệm vỗ vai Tâm và nói: "Thôi, tao phải vô với tụi nó. Thằng Tòng mới đánh bài ăn được một món tiền khá bộn, bao tụi tao đi uống bia. Mày đi không?" Rồi không đợi Tâm trả lời, Niệm chạy vào nhà thằng bạn để Tâm đứng một mình suy nghĩ. Cờ bạc, đĩ điếm, trộm cắp và nhiều tệ nạn khác dĩ nhiên bị nghiêm cấm, nhưng không thể nào tránh khỏi trong cuộc sống tập thể đông đúc như ở Ba Than. Có điều là cảnh sát Phi không khắt khe lắm, ngoại trừ những tội hình sự nặng nề như hiếp dâm hoặc bạo hành. Bởi đây là trại chuyển tiếp, người đến rồi đi, thời gian lưu trú trung bình chỉ có hơn 6 tháng. Huống chi, chính các nhân viên cảnh sát Phi cũng muốn tỏ ra gần gũi với người tị nạn để cung cấp một vài dịch vụ có lợi cho họ, chẳng hạn như đổi tiền hoặc bán vàng, bán nữ trang hoặc mua sắm vài thứ từ bên ngoài. Thơ thẩn một lúc, Tâm quay trở về nhà. Nghĩ đến Hiên giờ này chắc đang chuẩn bị bữa cơm chiều, lòng gã lại bùng lên những ý tưởng ám muội. Mới chỉ ghì sát người Hiên được vài phút, cắn cái nút áo trên ngực nàng, Tâm đã thấy toàn thân hừng hực như lửa cháy. Giả như con mẹ Hậu không về đúng lúc thì có thể gã đã chiếm xong mục tiêu và có thể hãnh diện khoe với Niệm rồi. Bất giác Tâm thở dài, quăng mạnh điếu thuốc xuống chân và rảo bước về nhà. Nhưng mới đi được một quãng thì nghe tiếng gọi sau lưng, Tâm quay lại thấy Tòng và Niệm cùng mấy thằng bạn vừa từ trong quán ồn ào bước ra, giơ tay ngoắc. Tâm đổi ý, chạy lại nhập bọn với chúng, kéo nhau sang khu giải trí cùng Tòng uống bia. Buổi tối khi Hậu và Hiên đang ngồi học Anh Văn ở nhà thì Tâm chính choáng trở về. Hiên ngẩng lên nhìn gã thật nhanh rồi cúi xuống ngay không nói gì. Hình ảnh thô bạo của Tâm trưa nay lúc tấn công Hiên vẫn còn đè nặng trong trí nàng. Nhưng Hậu thì khác, chỉ cố tỏ ra ân cần với gã. Đi đâu mà không về ăn cơm? Có đói không? Còn cơm với lại thịt gà hộp á, ăn đi rồi ngủ. Tâm nghênh ngang bước lại ngồi phịch xuống giường, làm Hiên vội nhích sát lại phía Hậu. Tâm lè nhè đáp: "Tôi không đói, má đói thì má ăn đi." Rồi ngay sau đó gã đột ngột đổi đề tài, thản nhiên nói: "Tối nay má lên gác ngủ nghe má, tôi ngủ với vợ tôi. Tôi không có muốn nằm một mình nữa." Câu nói tàn nhẫn như sét đánh ngang tai, làm cả hai chị em cùng choáng váng đến ngộp thở. Hiên uất nghẹn nhưng không biết nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Hậu chờ phản ứng. Hậu cũng tái mặt, nắm chặt lấy bàn tay em. Đã đoán trước được từ cả tháng nay rằng cái khúc quanh bi thảm này sẽ có ngày xảy đến, mà bây giờ nghe Tâm nói, chị vẫn không tránh khỏi nỗi xúc động pha lẫn với hối hận. Nhập trại Ba Than chỉ mới hơn một tuần, chị đã khám phá ra ngay những chuyện éo le bên trong các mảnh giấy hôn thú chắp vá, giống như trường hợp của gia đình chị. Cái nguyên tắc đơn giản và rõ ràng mà bất cứ ai ở trại này cũng đều biết là nếu phái đoàn Mỹ phát hiện được sự man trá trong dịch vụ con lai, nghĩa là không thật sự lấy nhau mà chỉ thuần túy mua bán để xuất ngoại, thì đứa con lai ấy vẫn được nhận đi định cư,
nhưng toàn bộ gia đình ăn theo kia sẽ khăn gói ôm đầu máu trở về Việt Nam. Biết được thực tế ấy, nhiều đứa con lai đã dựa vào đó để làm tình làm tội những gia đình đang kêu mang chúng. Niệm là một trường hợp điển hình. Gã đòi hỏi đủ thứ, và hễ gia đình bên vợ chần chờ không thỏa mãn là gã xăm xăm bước ra cửa với lời đe dọa cố hữu. Tôi lên tôi gặp phái đoàn Mỹ, tôi khai thật, cho mấy người về Việt Nam cho biết thật. Lẽ tất nhiên không phải bất cứ đứa con lai nào ở vào hoàn cảnh như Tâm như Niệm cũng đều trở mặt đòi hỏi như thế. Phần đông con lai rất nặng tình cảm, coi gia đình mới như gia đình thật của mình, bởi vì chúng vốn đã thiếu tình thương. Như trường hợp của Tâm, bản thân gã lúc đầu có bao giờ nghĩ đến những yêu sách quá đáng này đâu. Gã chỉ mới la cả với Niệm, rồi bùi tai nghe lời suối của Niệm, và nhất là lọt vào vòng khích bác của Niệm, khiến tự ái bùng dậy, và hôm nay về nhà dở chứng với chị em Hiên. Hậu đứng dậy ra khép cửa lại, rồi trở về ngồi xuống mép giường bên cạnh Hiên, cố lấy lại điềm tĩnh, phân bua với Tâm. Nè Tâm, mày nhớ không, hồi đó trước khi đi đó, mày bằng lòng làm hôn thú với em tao, hai bên thuận mua vừa bán, mày đòi bao nhiêu cây vàng, tao trồng đủ cho mày, chứ có ai ép uống mày đâu mà bây giờ mày dở trò. Hiên đập vào vai Hậu ngắt lời. Việc gì chị phải nói phải trái với nó, để em đi kêu ông Marcos. Hậu biết em gái mình chưa nắm vững luật lệ của phái đoàn Mỹ, nên mới phun ra một câu ngớ ngẩn như vậy. Chị vội ghé tai em thì thầm. Thôi, em cứ để yên, cho tao giải quyết, đừng có nóng. Rồi Hậu quay sang phía Tâm ôn tồn thuyết phục tiếp. Đấy mày nghĩ xem là tao có nói phải không? Mày bằng lòng làm hôn thú với em tao, chị em tao thì có giấy xuất cảnh, còn mày thì có vàng làm vốn, cả hai bên đều có lợi hết. Mười mấy cây vàng tao giao đủ cho mày, chứ có phải tự dưng mà mày đưa chúng tao đi đâu. Tao nói thật nhá, em tao mà không làm hôn thú với mày á thì cũng làm với người khác. Thiếu gì con lai nó rủ em tao ký hôn thú, có chỗ nó còn lấy rẻ hơn nhiều á. Nhưng mà thật sự là tao á, tao thấy mày là người tử tế, cho nên mới quyết định đi chung với mày. Mày coi mày ở đây mấy tháng với chị em tao, tao đối xử với mày như là bát nước đầy, coi mày như người nhà, chứ đâu có phải như mấy gia đình khác đâu. Tâm đứng dậy loạng choạng, với tay lấy miếng vải mù máng trên tường trải xuống nền nhà ngay dưới chân Hậu và Hiên, rồi nằm lăn ra, duỗi thẳng chân và gối đầu lên hai bàn tay. Gã uống hơi nhiều cho nên phải ngả lưng vì đứng không vững. Hơi men từ cổ bốc lên làm gã khò khè thở như con chó ốm. Gã lè nhè bảo Hậu. Chị nói chị đưa tôi mười mấy cây vàng, chị đưa hồi nào? Có 6 cây mà chị nói mười mấy cây, xạo hoài à? Tao không có đưa vàng cho mày, nhưng mà tao đưa cho ông Minh là cái người trung gian của mày á. Tại lúc đó tao có biết mày là ai đâu. Ông Minh dẫn mày gặp tao rồi lấy vàng. Mày lấy của ông ấy bao nhiêu cây là chuyện mày với ông, chứ đâu phải lỗi tại tao. Nhưng mà thôi được rồi, ông có thiếu mày bao nhiêu cây á, tao hứa nhá, sang Mỹ tao sẽ đòi cho mày. Ông không trả, tao trả hết. Mày biết mà, tao là người biết điều lắm, không bao giờ tao để mày thiệt thòi đâu. Hậu cứ tưởng là đem chuyện ân nghĩa và tiền bạc ra dụ dỗ sẽ có thể làm Tâm nghĩ lại và bỏ ý định chiếm đoạt Hiên. Nhưng chẳng ăn thua gì, Tâm lại quay về đề tài cũ, mục tiêu chính yếu mà gã đang theo đuổi. Gã nói, tôi không biết, cái đó tính sao. Phái đoàn Mỹ nói với tôi rằng là phải là vợ chồng thật thì Mỹ mới nhận, làm giấy tờ giả là không được. Chị không cho tôi ngủ với vợ tôi, sáng mai tôi lên tôi chỉnh phái đoàn. Hậu tức uất lên, nghiến răng dằn cơn giận xuống, nhưng Hiên chịu không nổi chồm lên chửi. Mày mà đòi ngủ với tao hả? Tao nói thật nha, mày xách xếp tao còn chưa đáng nữa kìa. Hậu vội ngắt lời em, khổ sở năn nỉ tiếp. Thôi, đây nè Tâm, tao thấy người ta sống ở đời á phải có chữ tín làm đầu. Năm nay mày coi, mày mới có 20 tuổi đầu à, đời còn dài lắm. Không giữ chữ tín thì về sau mày làm ăn thế nào được. Trước khi đi mày hứa với em tao là hai đứa chỉ là vợ chồng giả trên giấy tờ thôi, để cùng đi ra nước ngoài. Tự nhiên sao bây giờ mày trở chứng, mày nuốt lời là thế nào? Càng nghe chị nài nỉ, Hiên càng quất nghẹn chịu không nổi. Nàng đứng dậy bước nhanh ra ngoài cửa. Tâm cũng ngồi bật lên nhìn theo, moi túi lấy thuốc rồi đáp ngang. Đằng nào tôi cũng mang tiếng là có vợ, mai kia đâu có ai thèm lấy tôi nữa. Có vợ mà nằm một mình lỗ quá, tôi đâu có chịu. Hậu thấy nghẹn trong cổ nhưng vẫn phải cố gắng thuyết phục. Ê nè, mày là con nhà có đạo nhá. Mày sợ, mày không sợ mày chết mà xuống hỏa ngục à?
Mày mà động vào con Hiên em tao á, tao sẽ lên nhà thờ tao chỉnh cha đấy. Cha nào có quyền cấm thôi. Tôi ngủ với vợ tôi chứ tôi có ngủ với vợ người khác đâu mà cha cấm. Điều răn thứ 6 là chớ muốn vợ chồng người. Chúa đâu có cấm tôi ngủ với vợ tôi. Dứt lời, gã đứng dậy tiến lại phía Hậu, lảo đảo ngồi xuống mép giường và đưa ra một đề nghị mà gã cho là hết sức công bằng và hợp lý. Gã hạ giọng bảo Hậu: "Giờ tôi tính như thế này. Hồi đó chị đưa cho tôi 6 cây. Bây giờ tôi giả lại chị 6 cây. Chị cho tôi với Hiên lấy nhau, lấy thật. Lấy thật chứ không phải là lấy chơi. Tôi sẽ lên chỉnh cha Vũ, xin làm lễ cưới nhà thờ đàng hoàng. Thằng Niệm với thằng Tòng sẽ đi phù rể cho tôi." Hậu càng nghe càng ứa gan, nhưng chị ở vào cái thế yếu quá. Thằng Tâm tìm đủ mọi cách bắt chẹt mà chị không làm sao gỡ được. Chị đứng lên bước lại phía cửa chính và xua tay bảo: "Thôi thôi, mày say rồi, đi ngủ đi, ngày mai nói chuyện. Tao không nói với thằng say." Sức mấy mà tôi say. Gã đến bên cạnh Hậu và nhắc lại đề nghị ngông cuồng lúc nãy: "Tôi nói thiệt mà, tôi cưới Hiên đàng hoàng chứ không có nói giỡn." Hậu im lặng. Tâm lại tiếp: "Đằng nào tụi tôi cũng có hôn thú với nhau rồi. Tôi đưa chị với Hiên qua bên đó, tôi đi làm, tôi nuôi chị. Qua bên ấy chị khỏi làm gì hết á, tôi nuôi." Hậu sững người á khẩu. Chị muốn cúi xuống cầm chiếc dép đập vào mặt thằng này, nhưng chị và Hiên đang như người bị trói tay. Chỉ có từ hòa đến lỗ, hay nói đúng hơn là từ chết đến bị thương. Cho nên đành nuốt giận để giữ thái độ điềm tĩnh trước mặt kẻ nội thù. Thậm chí chị còn đổi cả cách xưng hô, tha thiết bảo Tâm: "Tâm, chú, chú cũng như người nhà mà. Tôi giấu chú làm cái gì? Con Hiên thì nó có người yêu rồi, lấy chú làm sao được. Lẽ ra chúng nó làm đám hỏi từ năm ngoái kia, nhưng mà tôi cản vì tôi định đưa nó sang nước ngoài. Người yêu của nó cũng đang chờ qua Mỹ theo diện HO, vì ông bố ngày trước là thiếu tá quân cảnh, mới cải tạo về được vài năm. Thôi bây giờ chú thương chị đi, chú nghĩ lại đi. Sang bên Mỹ thiếu gì con gái, chú lấy ai chả được." Tâm thất vọng lại nhải nói: "Cái đó tùy chị, tôi xử như vậy là đẹp quá rồi. Chị cho tôi lấy nó đó, thì chị lời được 6 cây vàng tôi giả lại chị. Cũng bộn tiền chứ bộ. Chị không cho tôi cũng lấy. Nó không bằng lòng thì tôi thưa phái đoàn Mỹ cho chị với nó về Việt Nam." Hậu ứa nước mắt, nghẹn ngào kể lể: "Thôi, chú đừng có nói thế. Tội nghiệp con Hiên. Chị chỉ vì tôi nó mới đi chuyến này với chú. Chứ đúng ra nó định để thằng bồ nó theo gia đình đi trước rồi bảo lãnh nó sau. Lỗi tại tôi ép mãi nó mới chịu ký hôn thú với chú. Cũng chỉ vì nó thương tôi nên nó mới chấp nhận đi cái kiểu này. Đấy, chú biết gia đình chị mà. Cha mẹ chị mất sớm, chị nuôi nó từ nhỏ, nên nó coi chị như là mẹ nó đó. Mà chú à, chú cũng mồ côi cha từ nhỏ, chú thông cảm cho nó." Tâm ngắt lời, giọng không hề mảy may xúc động: "Sức mấy mà tôi mồ côi, ba tôi còn sống bên Mỹ mà. Kỳ này chắc chắn là tôi sẽ gặp lại. Nhưng mà bỏ chuyện đó đi, tôi hỏi chị có bằng lòng cho tôi lấy con Hiên không? Không thì tôi lên gặp phái đoàn Mỹ, có vậy thôi, tôi không có nói nhiều." Biết là không còn thuốc chữa nữa, Hậu vùng lên nàng: "Mày đi thưa đi, tao không sợ. Trại này biết bao là con lai làm hôn thú giả, ai mà không biết. Bộ mày tưởng có mình mày thôi hả? Không lẽ người ta đuổi cả trại về à? Có điều là không có ai, có ai mất dạy như mày hết á. Tao đã nói với mày là gia đình nào cũng thuận mua vừa bán, đôi bên có lợi, tôn trọng lẫn nhau cơ mà. Qua bên Mỹ, ở được với nhau thì ở, không thì chia tay, đường ai nấy đi. Này nè, mày nhìn khắp cả cái trại này xem, biết bao nhiêu là con lai, ai cũng tử tế cả. Đâu có giỏi có thói du côn như mày với thằng Niệm á. Mày đi thưa đi, tao thách mày đó. Mày thưa thì cả mày với tao đều nằm chờ đây cho người ta xét lại hồ sơ. Chứ mày tưởng là Mỹ nó bốc mày đi trước à?" Sau câu hù dọa không có nền tảng vững chắc đó, Hậu lau nước mắt thở dài buồn bã, ra cửa đi tìm Hiên. Chị thơ thẩn bước đi những bước nặng nề, trái tim thắt lại vì đau khổ, thương cho thân phận mình và nhất là tội nghiệp cho em gái, bởi vì việc dùng con lai để xuất cảnh là do ý của Hậu chủ trương từ đầu đến cuối. Đi lang thang một lúc, đầu óc nặng trĩu mà không tìm được lối thoát, Hậu lại đành lặng lẽ trở về nhà. Bước vào, chị thấy Tâm đang ngồi ăn cơm. Gã ngẩng lên nhìn Hậu một cách thản nhiên rồi cúi xuống bưng bát canh húp sùm sụp. Hai người không nói với nhau lời nào. Hậu vào bếp lấy nước uống
rồi lại giường xếp quần áo bỏ vào vali. Một lúc khá lâu Hiên vẫn chưa về. Hậu sốt ruột ra cửa đứng ngóng. Sau lưng Hậu chỉ có tiếng bát đũa thỉnh thoảng khua động. Sự im lặng của Tâm làm Hậu chợt nảy ra ý nghĩ lạc quan rằng có lẽ những lời dọa dẫm của chị lúc nãy đã có hiệu quả, khiến Tâm không dám đòi hỏi nữa. Nhưng bất chợt ăn xong, nó đứng dậy tiến lại sau lưng Hậu và lên tiếng: "Giờ chị tính sao? Có cho tôi lấy em chị không? Chị nói với nó đi, ngày mai không trả lời tôi á là dứt khoát tôi lên gặp phái đoàn Mỹ." Hậu giật nảy người vì không ngờ Tâm vẫn chưa bỏ cuộc. Chị ngẫm nghĩ một lúc rồi đau khổ nói ra một điều mà không bao giờ chị muốn nói. Tâm à, chị thấy gái điếm trong trại này không thiếu. Mày giành hơn tao cái việc đó mà. Tao thông cảm cái tuổi thanh niên mới lớn của mày. Nó cũng có những cái đòi hỏi xác thịt. Tao bằng lòng cho tiền mày đi chơi á. Lúc nào mày muốn mày cứ việc đi, tao sẽ đưa tiền cho mày liền. Hậu tưởng đề nghị ấy đã là một nhượng bộ lớn lao lắm rồi, không ngờ Tâm vẫn không chấp nhận. Nó cũng biết có nhiều đứa con lai ở vào hoàn cảnh như nó vẫn thường lấy tiền của bên vợ để đánh bạc hay đi chơi gái. Nhưng nó không muốn như thế, nó muốn đi xa hơn theo đúng lời chỉ dạy của thằng Niệm. Cho nên nó lạnh lùng bảo: "Tôi không thích đi chơi đêm, tôi muốn ngủ với vợ thôi. Tôi có vợ việc gì tôi phải đi chơi?" Câu này thật sự không phải do nó nghĩ ra, mà là chỉ lặp lại lời của thằng Niệm đã nói với bố mẹ Nguyệt. Hậu giận run người, nhưng chị chưa kịp nói thêm gì thì ngoài sân, Niệm và Tòng vừa ồn ào đi tới. Đến trước cửa nhà Hậu, hai đứa dừng lại ngó vào. Nhìn thấy chúng, Tâm lao vọt ra như một phản xạ tự nhiên. Hậu đứng trong khung cửa căm hận trông theo. Chị biết thằng Niệm chính là thủ phạm xúi giục đã làm Tâm đổi hẳn tính nết từ ít lâu nay. Mà chẳng phải riêng Tâm, nhiều đứa con lai khác bản tính cũng hiền lành, gặp Niệm vài lần, nghe gã chỉ vẽ cũng đâm ra bướng bỉnh và đòi hỏi đủ thứ. Nghĩ đến chuỗi ngày đằng đẵng sắp tới phải sống chung dưới một mái nhà với kẻ thù địch, Hậu thở dài quay vào, khép cánh cửa lại. Ngoài sân, Niệm, Tòng và Tâm nói cười tíu tít. Niệm hỏi Tâm: "Sao, sơ muối gì được chưa mày?" Tâm chưa kịp đáp thì Tòng lên tiếng bảo Niệm: "Dẹp vụ đó đi, tối ngày ba cái chuyện nó nói hoài." Điều này thì Tòng nói thật ý nghĩ trong lòng nó. Cùng một hoàn cảnh con lai như Tâm, nghĩa là cũng được trả tiền để làm hôn thú giả như Tâm, và cũng bị thằng Niệm giáo dục kỹ lưỡng là phải lợi dụng thời cơ, nhưng Tòng không làm theo lời Niệm. Nó chỉ có mỗi cái thú là đánh bài, cho nên lúc nào cũng cần có tiền trong túi. Nhưng rất may là vào sòng bài nó thường ăn nhiều hơn thua, đến nỗi mà nhiều người tưởng là nó biết cách đánh bài lận, kỳ thực là do số may mắn. Bởi vậy cô vợ hờ của nó chưa hề bị nó vòi vĩnh điều gì quá đáng. Nó cũng đã nhìn thấy Hiên vài lần và trong thâm tâm cảm thấy rất tội nghiệp nếu một người đẹp như Hiên mà bị Tâm hành hạ. Tòng bảo Tâm: "Mày đừng có nghe lời thằng Niệm, ăn bánh thì phải trả tiền, muốn chơi tao đưa đi chơi. Người ta làm hôn thú giả với mày, đưa vàng cho mày chứ mày đòi chơi thiệt đâu có được, tội chết." Rồi Tòng đổi đề tài hỏi Tâm: "Thế bây giờ mày muốn đi chơi không?" Tâm ngơ ngác hỏi lại: "Chơi cái gì?" Niệm lại được dịp cười lớn và nham nhở bảo Tòng: "Tao đã nói với mày rồi, thằng này nó khờ lắm, không biết gì đâu, giờ này chắc vẫn còn trinh." Tâm ngượng ngùng cãi: "Biết chứ sao không mày, con vợ thằng Miên chứ ai, phải không?" Câu đoán mò của Tâm không ngờ lại trúng. Từ lâu Tâm đã nghe nói ở khu 3 có cô gái Campuchia rất xinh xắn, sống bằng nghề tiếp khách ngay tại nhà. Điều đặc biệt nhất là chính anh chồng của cô đứng ra đón khách và thu tiền. Trong trại dĩ nhiên không phải ai cũng có của để tiêu xài rộng rãi như những gia đình con lai. Những người tị nạn Việt miên Lào băng rừng vượt biển ra đi vốn đã không mang theo được gì, lại thêm bao nhiêu tháng ngày mòn mỏi nằm chờ thanh lọc, bây giờ may mắn được chuyển qua đây, làm gì còn đồng bạc nào trong túi ngoại trừ những tiếp tế nhỏ giọt của thân nhân ở nước ngoài. Những người Campuchia và Lào phần lớn lại còn nghèo hơn cả người Việt Nam. Cứ theo thiên hạ đồn với nhau thì anh chàng Campuchia đó trong cuộc hành trình đường bộ tìm tự do qua Thái Lan không may gặp Khmer Đỏ và cô vợ trẻ trung của anh bị chúng hãm hiếp. Anh liều mạng xông vào để cứu thì bị bắn mấy phát đạn vào lưng và bắp đùi. Anh không chết nhưng què một chân và trở thành bất lực từ đó.
Vợ anh có nước da ngăm ngăm, khuôn mặt xinh xắn, toàn thân lúc nào cũng toát ra vẻ mời gọi, dễ dàng dùng thân xác để kiếm tiền. Tòng là thân chủ thường xuyên ở đây sau mỗi lần đánh bài, dù thắng hay bại. Thắng thì đến để ăn mừng, thua thì để xả xui. Niệm cũng đôi lần ghé ngang giải sầu, mặc dù gã đã có nguyệt kề cận hàng đêm. Chỉ có Tâm chưa đến đây bao giờ, cho nên bước vào cửa gã hồi hộp lắm, mắt cứ lấm lét nhìn quanh như đen trộm. Thạch San, anh chồng của cô gái đó, nhận tiền từ tay Tòng, đếm lại cẩn thận rồi phát cho mỗi đứa một cái condom và bảo ngồi chờ vì vợ gã đang bận tiếp khách sau tấm màn vải xanh dày cộm. Trước khi cất tiền vào túi, Thạch San trợn mắt nói cho Tòng biết nội quy ở động này để nhờ Tòng dịch lại với Niệm và Tâm. Theo lời gã thì vợ gã rất đông khách, cho nên hễ thằng nào bước vô là phải nhập cuộc ngay, đừng có những động tác lanh quanh bên ngoài hoặc thăm hỏi xã giao làm mất thì giờ vàng ngọc của vợ gã. Tòng gật đầu quay lại thông dịch ngay cho hai thằng bạn biết. Cả hai đứa cùng phì cười và gật đầu. Niệm bước lại ngồi bên cạnh Tòng và lấy thuốc lá ra hút. Tâm thì mân mê cái áo mưa. Phía sau tấm màn có tiếng thở khò khè, rồi giọng nói phụ nữ nho nhỏ vọng ra mà cả ba đều không nghe rõ. Tòng đưa mắt nhìn Tâm khẽ mỉm cười. Tâm cũng mỉm cười đáp lại, nhưng rất ngượng ngùng vì khung cảnh này chưa quen với gã. Từ sau tấm màn, một gã thanh niên người Lào từ từ bước ra, vừa đi vừa kéo phẹp ma tuya. Tòng biết mặt gã và gã cũng biết mặt Tòng, nhưng cả hai cùng ngại chào nhau trong hoàn cảnh này. Tòng chỉ khẽ liếc nhìn và thấy mồ hôi gã vã ra đầm đìa trên mặt, dính nhẹp vào mái tóc. Gã gật đầu chào chủ nhà rồi lặng lẽ đi ra cửa. Chủ nhà cũng lững thững theo ra, trả lại sự yên tĩnh trong nhà cho vợ hành nghề. Gã đứng trên hè nhìn trời hiu quạnh, moi túi lấy thuốc vấn ra hút. Tòng, Niệm và Tâm thì ngồi yên hồi hộp chờ đợi. Ngay sau đó có tiếng chân đi lại, tiếng nước khoáng sau tấm màn, rồi cô gái miên thò đầu ra nhìn cả ba đứa mỉm cười. Có lẽ vì bận rộn tiếp khách liên tục cho nên cô không mặc quần, phía trên chỉ có chiếc áo thun cột tay, phía dưới cởi chuồng cho nó mát. Nhìn cô, Tâm thấy xốn xang trong lòng, vì quả thực cô gái khá đẹp. Hèn gì thằng Tòng cứ phải lai vãng đến đây thường xuyên. Tòng hất hàm bảo Tâm, cho mày đi trước đi, vô đi. Tâm ngần ngại đưa mắt nhìn Niệm, nhưng Niệm cũng giục, còn chờ gì nữa làm bộ hoài à? Nhớ mang áo mưa vô, có biết xài áo mưa không? Tâm đứng dậy, lập tức cô gái miên tiến lại gần, níu cánh tay Tâm, dìu nhau vào khuất sau tấm màn tội lỗi. Ở nhà, Hiên vừa trở về, vào thẳng giường nằm, quay mặt vô vách. Thấy đôi mắt em còn ướt đẫm, Hậu ái ngại đến bên, ngồi bên và nói nhỏ. Đi đâu mà lâu thế, làm tao sốt cả ruột. Hiên không đáp, chỉ sụt sùi khóc vì tủi thân. Đi lanh quanh một vòng qua mấy khu vắng vẻ trong trại, nhớ lại những ngày còn ở Sài Gòn, Hiên thấy mình đã dại dột từ bỏ cái hiện tại, không đến nỗi tồi tệ lắm, để lao vào cuộc phiêu lưu đầy những bất trắc của ngày hôm nay. Giả như nàng cứ ở lại, cuộc sống của nàng xét về nhiều mặt vẫn còn hơn xa hàng triệu người chung quanh. Ngồi một lúc vẫn không nghe em nói gì, Hậu rón rén đặt bàn tay lên vai Hiên và cay đắng than. Ôi giời, tao đâu có ngờ nó mất dạy như vậy. Hiên lau nước mắt, xoay người nằm ngửa và bực bội hỏi Hậu. Tại sao chị cứ phải năn nỉ nó? Để sáng mai em gặp ông mặc cốt, em nói một tiếng cho nó chết cha nó luôn. Hậu khổ sở giải thích một cách tàn nhẫn. Em thưa với ông Marcos làm cái gì? Cảnh sát Phi đâu có làm gì được đâu, trừ khi là nó vi phạm quy định của trại hay là phạm tội hình sự. Chứ trên giấy tờ, mày là vợ nó mà, nó có quyền đòi ngủ với mày chứ. Cảnh sát làm sao mà can thiệp được. Ăn thua là mình phải khéo léo với nó, nói khéo với nó. Hiên sực tỉnh, chết điếng trong lòng. Khá lâu, nàng mới run run lên tiếng. Thì chị nói với nó đến thế là hết lời rồi, còn khéo đến đâu nữa. Em nói thật với chị nha, dứt khoát là không thể để cho nó làm nhục mình được đâu. Nó muốn thưa lên phái đoàn Mỹ, cứ để cho nó thưa, cùng lắm là chị em mình về Việt Nam, chứ sợ cái gì. Đây là điểm mấu chốt mà hai chị em không giống nhau. Với Hậu, dù phải trả bất cứ giá nào chị cũng phải đi Mỹ. Đã sang đến đây mà còn quay về thì còn chuyện gì mà nói nữa, còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ. Hiên thì suy nghĩ đơn giản hơn. Việt Nam lúc này tương đối đã dễ thở, chị em nàng đang làm ăn phát đạt trong cơ chế thị trường. Cho nên với Hiên, xuất ngoại được thì càng tốt,
không thì lại trở về sống bằng nghề cũ, vừa có tiền vừa vui chơi. Sang Mỹ chắc gì đã sướng hơn. Nghĩ thế cho nên Hiên rất bực mình khi thấy chị mình cứ phải xuống nước với Tâm. Hậu nằm xuống bên cạnh em ôn tồn bảo: Trở về thì còn nói làm cái gì nữa. Em nghĩ coi, mình đã bán hết cả nhà cửa rồi, cắt hộ khẩu thành phố, chưa kể bao nhiêu công lao và tiền bạc bỏ ra cả năm nay, bây giờ sang đến đây rồi, không nhẽ còn quay về à? Hiên ngắt lời, giọng gay gắt hơn: Thì về cũng được chứ có sao đâu. Bán nhà thì bây giờ mình mua lại nhà khác, bao nhiêu vàng chị còn giữ hết chứ bộ, lo gì. Sau câu nói ấy, cả hai cùng im lặng. Hậu chán nản ngồi lên, duỗi thẳng hai chân, dựa lưng vào vách, đặt cái gối trên đồi. Hiên thì nằm nghiêng, chống khuỷu tay xuống giường và kê đầu lên bàn tay. Khá lâu Hậu mới nói nhỏ như tự nhủ: Quay về thì kỳ lắm. Đừng có nói chuyện tiền bạc, chỉ nghĩ tới bạn bè, người quen rồi hàng xóm láng giềng, người ta xúm lại người ta gièm pha, Tao thấy khó chịu lắm rồi, mất mặt lắm mày ơi. Hiên mở to mắt nhìn chị. Ơ hay, chị không thấy à? Thiếu gì người ở Mỹ cả chục năm, bây giờ còn bỏ về mua hộ khẩu thường trú ở Sài Gòn kia mà. Hậu cãi: Thì thà cứ qua Mỹ đã, lúc ấy về không sao, đi mới được có nửa đường bị đuổi về, nó khác xa lắm mày ơi. Hiên lật úp người, ngóc đầu lên nhìn Hậu và hỏi: Nhưng mà nếu cái thằng mất dạy nó cứ nhất định đòi ngủ với em thì sao? Giỡn mặt hả? Nó mà đụng vào người em á, em đâm chết. Em nói trước nhé, chị cứ chuẩn bị tinh thần sẵn đi, thế nào nó cũng lên khai với phái đoàn Mỹ, mình chỉ còn có một cách duy nhất là về Việt Nam thôi. Rồi Hiên cố gắng nở nụ cười, nói đùa một câu cho chị bớt buồn. Chị, thì mình cứ coi như là chị em mình mua vé máy bay du lịch phi luật tân rồi về cũng được. Ha, cả hơn mấy chục triệu người mơ ra nước ngoài mà chưa đi được bao giờ mà. Hậu cũng gắng gượng cười theo, rồi quăng cái gối sang bên cạnh tụt xuống giường. Lại nước uống, uống. Hậu ngồi ở bàn, quay lại bảo Hiên: Có điều chị dặn thế nặng thế này, dù sao đi nữa đó, em cũng nên nhịn nhục nó một tí. Đừng có nặng lời quá, nó lại cứ tưởng là em cố ý chọc tức hay là khinh nó. Hiên cãi lại: Nó đàng hoàng với em thì em coi nó như người thân, nó cả trớn thì em khinh thật chứ còn gì nữa. Hỏi chị này, cả tháng nay nó ở đây, em đối xử với nó như anh em trong nhà, có bao giờ em lớn tiếng với nó đâu. Tự dưng lại giở trò mất dạy, chị bảo là em nhịn nó là nhịn làm sao chứ. Hậu không biết nói gì hơn, đành im lặng. Dĩ nhiên Hậu cũng đồng ý với những điều Hiên vừa nói, nhưng chị ở vào thế kẹt bởi chị không thể quay về Việt Nam được. Chị đang nắm cái lưỡi dao, còn thằng Tâm thì cầm cán dao. Qua Mỹ được hay không là do ở nó, bởi vậy chị phải ép lòng mà chiều nó. Chị trở lại leo lên giường, nằm bên cạnh Hiên và ghé tai Hiên, nói thật nhỏ: Mày biết không, tao bảo nó là muốn chơi gái thì tao đưa tiền cho nó đi chơi, mà nó còn không chịu á. Hiên nghiến răng: Trời ơi, việc gì mà chị khổ thân như thế, cùng lắm là về lại Việt Nam chứ gì. Em nói cho chị biết nha, nó mà đụng vào người em đó, em đâm chết. Em nói thiệt đó, rồi muốn ra sao thì ra. Hậu hoảng hốt mắng: Thôi đừng có tầm bậy tầm bạ đi. Hiên nhắc lại: Em nói thật đó. Hai chị em lại im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Lòng Hậu buồn vời vợi vì thương em. Những vụ mua bán con lai gắn ghép thành vợ chồng để xuất ngoại đã từng đưa đến những hoàn cảnh éo le không lường trước. Nhiều cô gái như Hiên đã có bầu bất đắc dĩ, để rồi rút cục đành phải lấy thằng chồng giả làm chồng thật, hoặc thui thủi ôm đứa con một mình mà mang mối hận canh cánh bên lòng. Hậu sợ lắm, đêm ngày cầu trời khấn Phật cho em mình đừng lâm vào vết xe ấy, tội nghiệp cả đời nó. Chẳng phải vì Hậu chê Tâm xấu trai hoặc là khác màu da, mà chỉ vì Tâm không phải là đối tượng tình yêu trong tim của Hiên. Hết nghĩ đến em, Hậu lại nhìn vào chính bản thân mình. 37 tuổi, chia tay chồng đã mấy năm, niềm vui còn lại của Hậu để quên tháng ngày là lao vào kinh doanh bên cạnh em gái. Cũng may Hậu ăn nên làm ra, bề ngoài lúc nào cũng tươm tất, khiến bạn bè luôn miệng khen Hậu trẻ ra, ít nhất là trẻ hơn lúc còn ở với chồng. Chỉ vì ham đi Mỹ nên mới vất vả, chứ giá Hậu cứ ở lại thì cuộc sống kinh tế chắc chắn càng ngày càng thoải mái hơn, đâu có phải khổ sở nằm đây mà lo đối phó với nghịch cảnh. Hiên vỗ một con muỗi trên má, rồi với tay buông mồng. Để tạm quên nỗi buồn hiện tại, hai chị em thì thầm nhắc chuyện cũ ở quán cà phê karaoke mà giờ này Hiên vẫn còn luyến nhớ khôn nguôi. Đang vui thì Tâm đẩy cửa bước vô. Cả hai chị em cùng im bặt, giật mình nhìn gã, rồi lại đưa mắt nhìn nhau.
căn phòng tự dưng trở nên yên lặng một cách nặng nề. Hậu hồi hộp chờ đợi thằng con rể sẽ lại phun ra những đòi hỏi cũ. Nhưng may quá, gã không nói gì, leo thẳng lên gác, chỉ khua động lạch cạch một lúc khá lâu. Chị em Hậu gác xếp không có giường, Tâm cởi quần dài lăn ra sàn và mỉm cười vu vơ. Sau cuộc truy hoan miệt mài với cô gái miên sành điệu, những đòi hỏi xác thịt trong cơ thể gã tạm lắng xuống. Gã nằm ngửa, nhắm mắt lại và chỉ một lúc sau đã khò khè say giấc. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đôi mắt còn cay nhức vì thao thức rất lâu trong đêm. Hậu đưa mắt ngó ngay lên gác và biết Tâm vẫn còn ngủ say. Hiên cũng chưa dậy nổi. Hiên nằm nghiêng, quay mặt vào vách, thò hai bắp chân ra khỏi mền. Hậu vén mồng chui ra rồi đứng dưới đất, khom người lôi tấm chăn đắp kín cho Hiên từ cổ xuống đến chân. Không phải Hậu sợ trời lạnh, mà vì không muốn thằng Tâm lát nữa đây thức giấc từ trên gác bước xuống có thể nhìn thấy Hiên mặc đồ ngủ nằm hớ hênh mời gọi. Lúc kéo tấm chăn để phủ lên ngực Hiên, Hậu giật thót người vì chợt phát hiện ra con dao nhỏ Hiên giấu ở bên cạnh giường. Hậu thừa người đứng yên suy nghĩ và choáng váng hình dung ra án mạng sẽ xảy ra nếu thằng Tâm còn tái diễn trò liều lĩnh như trưa hôm qua. Hậu nhẹ nhẹ lôi con dao ra đem cất vào bếp. Hậu mở cửa sau lấy thùng ni lông đi xách nước về tắm rồi lên văn phòng để hỏi thăm đôi điều quan trọng về luật di trú Hoa Kỳ mà Hậu chưa nắm vững. Hỏi vậy thôi chứ Hậu cũng biết tự căn bản, khi mình làm giấy tờ giả thì chẳng có luật lệ nào đứng về phía mình.